bạn con bạn Việt Anh làm tóc xoăn ạ. Bạn Việt Anh đẹp trai không? Mẹ thấy thằng nào làm tóc xoăn thấy nó rất là kiểu đẹp trai nhá. Nhưng mà mặt của con không hợp tóc xoăn đâu Tùng ạ. À. Ủa anh đi đâu anh? Mặt của con tóc xoăn thì thành thằng nào? Quay đầu xong quay ở đây. Đúng rồi. Không. Cái kia được chắc quay đầu mà. Không được, phải đi theo vòng. Đi được, ôi trời anh.